nhiều lần mình mới có thể hiểu được. Rồi thì những cái pháp như vậy đó, thì cái mặt ma thức nó sẽ biến thành gọi là bình đẳng tâm thế. Mình không có phân biệt giữa giàu nghèo, sanh hàng người tốt kẻ xấu, người đến trước hay kẻ đến sau. Và cái cuối cùng nhân vật quan trọng đó là ai? Đường tăng. Đường tăng là tượng trưng cho cái thức thứ 8 của mình là mặt Alaya thức, tức là năm tàng, sở tàng và ngã chấp tàng. Thức này nó là sao? Nó hay chứa là năm tàng, sở tàng tức là bị chứa, và ngã chấp tàng là nó chấp về cái thủ và cái ái. Mà quý vị thường hay nói bộ ái này thì ái bộ má, I love you, you love me, cái đó chỉ là đồng mô chất lưỡi thôi, nhưng mà nó cũng khủng khiếp. Mình học cái gì nó cũng dễ quay chứ, mà sao đếm tiền nó cứ nhớ hoài. Tại sao vậy? Đầu tiên hỏi đó quý vị trả lời nghe không? Tại sao kinh Phật khó nhớ mà sao tiền nó đồng nào mình cũng nhớ? Không có tội lỗi gì hết, nhưng mà mình suy nghiệm ra mình biết. Thực sự nó dễ lắm. Nếu mà nói thuật ngữ Việt Nam mà nó là tiền tài là huyết mạch ha. Đồng tiền đó là máu nó chảy mà. Máu mà nó ngưng thì sao? Mình chết đó. Cho nên phải nhớ cái tiền. Nhưng mà nếu có được là mình nhớ Phật mà giống như nhớ tiền là đỡ lắm nè. Để bây giờ cái bóng mình nó hướng về tiền thì tự nhiên mình chỉ nhớ tiền thôi, còn bóng mình hay hướng nhiều về Phật. Quý thầy ở đây tôi buổi sáng tụng Lăng Nghiêm, rồi tối thì tụng Pháp Hoa hay là Di Đà hay là Đại Kinh với Nguồn Sám chẳng hạn. Thì quý vị thấy là mình hướng đến Phật chừng nào đó thì tâm của mình nó sẽ thiện lương hơn một chút. Câu Phật hiệu mà nó tự trị rồi đó thì tâm mình nó sẽ thanh tịnh. Đức Phật Đạt Ma này nói khi trong tâm anh á mà lòng từ bi ngự trị đó thì hận thù nó không có nơi chốn để tồn tại. Rõ ràng nó là như vậy. Khi mình nhìn một sự vật, một con người, một cảnh vật mình đối với cái tâm từ bi đó thì mọi việc nó sẽ hiện thân ra bằng cái lòng từ bi nhiều hơn là cái sự hận thù. Cũng như mấy người đi ra qua nhà người ta mà chó nó sủa nhiều lắm làm sao? Người kiếp trước mình ăn thịt chó đó. Còn người nào mà không sủa, không bị sủa, mình ở bắt đuôi nó mừng, thế mà mình có nhân duyên với nó. Tất cả nó đều như vậy. Con vật, con vật nó cũng giống như con người, nó là một động vật. Nhưng mà động vật nó tiến triển ở cái phần thấp hơn của người, nó có phần trí tuệ. Vì năng tàng là như vậy, nhưng mà đa phần đó, mình chứa những cái mà không đóng chứa nhiều hơn được cái đóng chứa. Cho nên nhiều người hỏi thưa thầy, sao quý thầy thuộc kinh nó thuộc kể nó gì cũng thuộc gió quá. Thì tôi có cái nguyên tắc tôi chỉ với quý vị, nên nhớ những cái gì đáng nhớ và nên quên những gì đáng quên. Đa phần thì mình ngược lại, hay quên những gì đáng nhớ và hay nhớ những gì đáng quên. Tại sao vậy? Mình vì cái chấp thủ, chấp ngã, mình nghĩ mình phải hơn người khác, mình có quan trọng hơn người khác, người đó không có bằng mình, người đó không có giống mình, người đó không thể so sánh với mình, mình muốn họ là thấp hơn mình, cho nên mình luôn luôn thấy cái điểm xấu của người ta dễ hơn. Với một hôm có một giáo sư tiết học, ông đi vô trong phòng học, ông cầm một tờ giấy như thế này, là tờ giấy này đây. Quý vị thấy gì không? Thấy tờ giấy trắng nha. Thì mấy nam sinh viên đó là thưa thầy tụi em có thấy mà thấy gì? Thấy cái tờ giấy trắng. Sau đó thì ổng lấy cây viết, ổng chấm một chấm một rất là nhỏ, ổng cầm đây ổng giơ lại hỏi mấy nam sinh viên thấy gì đây không? Quý vị dưới thấy gì? Thấy trắng đen. Thì ổng nói là mấy anh chị em sinh viên thấy không có sai nhưng mà chưa có đúng. Tại sao tờ giấy trắng nó lớn vậy không thấy mà thấy trắng đen? Đây là bài học rất là hay.
cuộc sống trong gia đình của quý vị, nếu người chồng chỉ luôn luôn chú buộc cái chấp đáng người vợ thì gia đình không bao giờ có hạnh phúc hết. Ngược lại, người vợ cũng vậy, nếu chỉ thấy chấp đáng người chồng, thấy lỗi của người chồng thì cái gia đình nó không bao giờ hạnh phúc hết. Nên tục ngữ Nga có nói là hạnh phúc là những gì người ta đi đang có, chứ không phải là những gì người ta đi tìm. Hạnh phúc đâu có thật đâu. Anh này là gia đình mấy năm rồi? 20 năm, hạnh phúc được mấy năm? Dạ, không dám nói thật hả? Nói thử đi, có live stream rồi vẫn. Phải nói thật, mình đã chùa mà. Cho nên nó hiểu hạnh phúc nó là gì. Thầy chồng tôi nói đứa đấy, bây giờ 20 năm lập gia đình là được mấy năm hạnh phúc? Khổ ngủ quá ha. Vậy mà người ta đám cưới thì chứ không sao? 100 năm hạnh phúc. Cái này nó rối quá chừng á. 100 năm hạnh phúc đâu có 100 năm đâu. Có thể năm đầu hạnh phúc một chút hả? Năm thứ hai bắt đầu nó phai nhạt đi. Cũng giống như ta mua chiếc xe hơi vậy thôi. Mấy tháng đầu thì cái chùi rửa quả vậy. Rồi năm sau làm sao? Bắt đầu lãng quên. Thì tình yêu nó cũng là vậy thôi. Cho nên quý thầy á, không phải là thánh, mà quý thầy học cái hạnh thánh. Cho nên ra đi từ xuất gia từ lúc nhỏ. Từ năm nay là đúng 60 năm anh trong gốc của chùa rồi. Đi tu từ hồi 15 tuổi, 15 thứ hai giờ là 76 tuổi. Hồi đó tuổi đó không biết gì đâu, đi chùa với mẹ hồi 8 tuổi. Rồi cái thầy đây cũng là tầm chân xuất gia hết. Rồi cũng có những người có gia đình đâu có đi tu. Mấy ông mà nửa đời mới đi tu tôi gọi là nửa kiếp giang hồ. Còn mấy bà mà nửa đời mới đi tu tôi gọi là nửa đời hương phóng. Nhạt nhòa rồi bây giờ bước vô gán ra cửa Phật, Phật cũng nhận hết. Nhưng mà đó quý vị thấy thực tế, phải không? Thực tế của bộ Phật nó không có thực tướng, mà thực tướng của nó là không, là hiểu như vậy. Nhưng mà nhớ về nghe cái này mà gặp chồng hay gặp vợ mà anh không phải là chồng của tôi có hiểu gì đó. Không phải vợ tôi có hiểu. Tại vì nó chỉ là giả tướng thôi. Mình thành vợ thành chồng bởi vì nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mình đã nằm với nhau. Và người xuất gia sống không có gia đình, không có đời sống có vợ chồng là chuyện xấu, xấu xa. Nếu nó xấu xa thì 7-8 tiếng người xấu sao. Nhưng mà chuyên tăng chuyên đi, ta đi xuất gia mà tôi muốn dừng cái sự sanh tử ngay trong kiếp này chứ không có muốn tiếp nối nữa. Cho nên ta không có lập gia đình, không có một tình yêu riêng, mà ta có một cái tình yêu chung đối với thế gian, đối với nhân loại nó là như vậy. Thì cái đó nó thuộc về năm tàng và sở tàng đó, là nó chứa những cái mà bị chứa. Bây giờ quý vị đi tới chùa đọc kinh không có hiểu gì hết vậy. Có người nói thưa thầy, đọc cái gì mà không có hiểu gì, tại sao thứ năm hát ra đó ra ngoài là cái gì? Cái này không phải thầy, mới thầy nó tu cũng mười luôn đó sợ. Thì hỏi quý vị, có khi nào quý vị ăn cơm, ngồi vô trong cơm, mình hỏi cơm là gì không? Có ai hiểu không? Nhưng mình vẫn ăn. Ăn từ nhỏ cho tới rộng răng vẫn ăn cơm, ăn bánh mì, ăn canh, ăn cháo. Có ai hỏi đó, cơm là gì, canh là gì không? Không hết, không có hỏi. Mình biết cơm gạo là nó nuôi sống thân thể này. Vậy thì kinh điển, tuy rằng mình chưa có rõ biết, nhưng mà nó buông tập vào trong cái chủng tử đó, nằm đó, một ngày nào đó mình sẽ hiểu. Cũng giống như bây giờ mình mở cái đài radio ha, mà nếu mình bắt không rút cái đài thì nó sao? Nó rè. Cho nên cái đài của mình với của Phật nó chưa rút nên nó rè thôi, nó đâu có gì đâu. Một ngày nào đó mình dò nó rút đài thì mình sẽ nghe được ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tạng, chuyện đó không có quan trọng. Trí tuệ thì mình đã phát sanh. Cũng giống như là bây giờ mình tập đi xe đạp đó. Lúc còn nhỏ là mình có tập xe đạp 3 bánh rồi sau đó mới thành 2 bánh mà tự đi. Mà khi mình cứ bán nó thuần thục rồi nó bỏ bánh thứ ba, nó chỉ đi 2 bánh thôi. Và người lớn cũng vậy, ngồi lên xe tập
rồi 20-30 năm sau mình không có đi xe đạp nữa. Bây giờ ai giao cho mình chiếc xe đạp mình ngồi lên mình cỡ được không? Được. Được. Tại vì nó là phóng xạ có điều kiện. Cũng như quý vị tổng thời gian kinh Đại Bi Quốc Nhã đủ thế, nhưng có những gì đó thì giận thầy quá. Nó đi tới chùa không nghe gì hết, tới nghe bị la hoài, bỏ chùa đi. Mình đi tới chùa khác. Tự nhiên mình vô nghe tụng một cái Quốc Nhã bổ. Vậy là mình đã nó tụng rồi. Được cái nhân duyên mà nhờ giận thầy đó, bây giờ mới nhớ lại. Nó tất cả nó cũng đều là nhân duyên hết. Trong cái tốt nó có cái xấu, và trong cái xấu nó luôn luôn cái tốt. Thế thì rồi bây giờ một người lớn không tập đi xe đạp, leo lên xe đạp cỡ được không? Cho nên tất cả đều phải có sự buông tập hết. Cho nên quý vị hôm nay đến chùa Vạn Phật mới được thành lập do Thượng Tọa Thanh Từ có mấy tháng thôi, nghe mấy ông thầy ở Ung Châu, Mỹ Châu tới thuyết pháp. Cái này muôn ngàn năm sau nó vẫn còn trong cái chủng tử của quý vị. Nó quân tập vào đó để rồi mình nói ông thầy này tôi gặp đâu, có thể kiếp sau chứ, có thể kiếp sau ở một nơi nào đó, hay là có thể kiếp này ở trong thế giới này. Thì cái này gọi là sở tạng, nó chứa ở trong cái a la giải thích của mình. Rồi ngã chấp tạng á, tức là nó chấp chứa những cái mà mình muốn, cái đó nó thuộc về mình, chỉ riêng cho mình thôi. Thì bây giờ ba cái này đó, nó chuyển lại thành gọi là đại viên cảnh trí, tức là cái trí tuệ mà gọi là tròn đại viên mãn một cách là viên dung vô ngại. Thì cái tác phẩm mà của Ngộ Thừa Thắng mà viết á, gọi là cái phụ bản của tác phẩm này. Nhưng mà tôi muốn nói như vậy thì nó dễ nghe và quý vị dễ hiểu hơn. Còn nói vô trong này á, thì nó toàn là kinh điển thôi. Thì quý vị cũng nên tìm đọc. Tôi vô bất cứ nhà tử nào tôi hay có cái tủ sách trước, rồi tất cả bằng tờ sau. Nhưng mà tôi thấy nhiều quyển kinh là những tờ này chưa bao giờ được mở ra hết. Đông đọc kinh như vậy rồi thì sách cũng rất ít đọc. Có nhiều chùa để rất là nhiều sách mà bụi đầy tội cho sách. Nhưng mà vô phòng có thầy thì thấy sách rất là nhiều. Thường thường mình phải đọc sách. Quý vị biết là dân tộc nào mà đọc sách nhiều nhất thế giới không? Israel, người Do Thái, người ta đọc một năm như vậy là ít nhất là 12 cuốn sách. Rồi sau đó lại tới Ấn Độ. Là người Việt Nam mình năm đọc được mấy cuốn? Đa phần của hình hơi nhiều mà. Giờ cuốn sách là không mua sách, không có đọc cái người tựa, không đọc cái mục lục mà của hình trước. Nhưng mà trong bài tạng kinh không có hình nào đó, còn là chữ không. Đó. Bản thân tôi về Ngô Phương Trượng năm 2003 rồi giao chùa là cho quý thầy đệ tử điều hành đó, thì tôi làm cái nhiệm vụ là đọc đại tạng kinh. Đại tạng kinh quý vị biết đó, tôi đọc 20 năm rồi đó. Trong buồn tôi viết hạ cũng như những lúc rảnh, mỗi ngày tôi đọc 200 trang. Nếu nó là kệ còn đọc khoảng 100 trang cho tới 150 trang. Nếu là kinh rất là hay, và mới đọc được 68 tập đầu thôi, và 15 tập sau lên sau có bảo là thành kinh, thì trong 68 cho đến năm 202 vừa đọc vừa giảng chánh. Bây giờ thêm cái công việc mà của Hội Thượng Tiến sĩ giao phó là làm chủ tịch của Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng Trung ương. Như thầy Trung Hiếu vừa trình bày, làm cái gì nó cũng phải có cái niềm vui và có một sự hỷ lạc trong đó, thì mình làm việc nó mới chạy được. Chứ làm việc mà bắt buộc thì nó sẽ không thành cái công việc đến đâu hết. Thì tôi cứ thưa Hòa Thượng là con không có rành tiếng Sanskrit, tiếng Pali, tôi thì bản tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tàu, tiếng Việt, thì nói chuyện không có vấn đề. Như kỳ đầu mới đi tháng 11 vừa rồi đi qua phiên dịch đó để thuyết trình, thầy Nguyên Giác cũng có đi, thầy Chúc Hiếu cũng có đi, có đi với Thượng Tọa Nguyễn Tạng. Đi Thượng Tọa Nguyễn Tạng thì thầy rất là giỏi tiếng Anh,
để căn nhà Quảng Đức, các master của căn nhà Quảng Đức. Nhưng mà khi đến thuyết trình thì đa phần người Nhật thì họ nói tiếng Nhật nhiều hơn là tiếng Anh. Thì toàn buổi thuyết trình thì tôi nói tiếng Nhật hết, tôi không có nói tiếng Anh. Nhưng mà kêu là tôi sang Nhật cũng gần 50 năm rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học ở bên Nhật, tôi rời Nhật để mà đi qua bên Đức. Rồi về lại ngôi chùa xưa, ngày xưa là tôi ở ngôi chùa Nhật. Buổi sáng tụng kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện Phẩm. Bây giờ tôi lại viết Phẩm Phương Tiện Phẩm là phẩm thứ mấy vậy trong kinh Pháp Hoa. Tiếng Nhật là Hô Bê Vô. Ở Việt Nam mình kinh Pháp Hoa chỉ nhớ một phẩm duy nhất là phẩm thứ mấy? Là phẩm gì? Quan Thế Âm. Tại vì Đức Quan Thế Âm này gần cũng mình nói. Nhưng mà Pháp Hoa trong những quả họ có tụng kinh phẩm thứ 25. Mà họ phẩm thứ 2 đó là Phương Tiện Phẩm. Phẩm thứ 16 là Như Lai Thật Thân Tượng Phẩm. Mà quý vị, ai đi Nhật là dâng tay coi thôi. Có một cô đi vùng nào? Kyoto. Hả? Ủa lâu rồi hả? À, đi Osaka đó, đi Kyoto rồi đó. Thì những cái ngôi chùa thuộc về Pháp Hoa Tông á, họ thờ tổ lắm nhất rồi mới thờ Phật. Vô chùa họ là tổ là lớn nhất. Nhật Liên Tông thì là thờ ngày Nhật Liên. Tịnh Độ Chân Tông thì là thờ ngày Thanh Loan. Bởi vì hẳn đó là Phật đã nhập diệt rồi. Bây giờ theo cái phẩm gọi là Như Lai Thọ Tượng Phẩm của kinh Pháp Hoa đó, thì những vị tổ của họ là Phật của họ. Và người Nhật chết là thành Phật hết. À, cho nên là cái tinh thần là sốt si vô sư, tức là tức thân thành Phật. Cái này nó cũng giống như tinh thần của Tây Tạng á. Mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là mình niệm bổn tông của mình là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình niệm Đức Phật Di Lặc, mình là hiện thân của Di Lặc. Mình niệm Đức Phật A Di Đà, mình là hiện thân của Di Đà. Cái trình độ nó cao hơn cái kiểu của Việt Nam mình mà chỉ nương vào tham lực, chứ không phải là cái tự lực của mỗi người chính là hiện thân của vị Bồ Tát. Đó là cái người Nhật họ quan niệm là như vậy. Thì tóm lại đó, cái phần mà tôi muốn giới thiệu với quý vị khoảng gần một tiếng đồng hồ đó là cái phiên bản của cái đại đường Tây Bất Ký của Ngô Thừa Âm, là phiên bản của Tây Bất Ký. Bất là cái địa phận, đúng ra nó chữ Hán ở đây là Đại Đường Tây Bất Ký. Bởi vì cái này nó xuất phát từ thời nhà Đường bên Trung Quốc, thì có Đường Tống Nguyên Minh Thanh đó. Mà đời nhà Đường là cái đời là thịnh hành nhất, khoảng thế kỷ 6 cho đến thế kỷ 9. Thì cái tác phẩm này là Ngài đem về năm 645, và Ngài Quy Cơ, tức là đệ tử của Ngài, đã ghi lại thành văn và được đăng trong Đại Chánh Tâm Tông Đại Tạng Kinh, rất là tuyệt vời. Thì cái phần này thì chúng tôi đã sửa lại, cũng như giáo chánh lại và được Hòa Thượng Tiểu Sĩ cũng như Thầy Sư Lê Đình Tháp viết lời tựa là một cái tác phẩm để đời. Thì hôm nay thì nhân cái việc mà từ nhà Chúa biến ra nhà chùa của Hoàng Phật tự Meditation Center đây ha, thì xin chúc mừng Thượng Tọa Thông Từ cũng như là quý Phật tử đã có một cái cơ ngân mới và làm chuyển dương Phật đạo ở nhiều cái hình tướng khác nhau, như vậy là rất là đáng cảm quý. Đây là Đạo Phật. Tôi xin được tiếp lời phụng diễn và